Thời gian gần đây, lan đột biến hay còn gọi là lan va khiến thị trường lên cơn sốt với những vụ chuyển nhượng tiền tỷ, thậm chí là vài chục, vài trăm tỷ đồng được tung thông tin giao dịch lên mạng xã hội. Nếu là thật, có lẽ chỉ con số lẻ trong những vụ giao dịch đó cũng có thể bằng số tiền tích cóp cả một đời người. Cơn sốt lan đột biến đã làm người ta liên tưởng đến một sự kiện kinh điển về đầu cơ cách đây gần 400 năm, cũng liên quan đến một loài hoa, bong bóng tulip. Năm 1634, cơn cuồng hoa tulip quét qua đất nước Hà Lan. Tất cả các tầng lớp dân chúng, không chỉ thương lái, mà cả những người dân nghèo khổ nhất cũng nhảy vào cơn sốt hoa tulip. Xu thế đầu cơ khi đó đã đẩy giá của hoa tulip lên mức cực đỉnh. Tại thời điểm thị trường bùng nổ nhất, một củ hoa có thể mua được cả một căn nhà khang trang bên bờ kênh Harlem. Nếu như trong cơn sốt lan va, người ta truyền tay nhau những câu chuyện về sự dị biến trong gen khiến cây trở nên giá trị gấp bội, thì thời xưa, hoa tulip được thổi giá nhờ vào cái gọi là củ vỡ. Củ hoa tulip vỡ chính là loại củ bị nhiễm virus, cho ra hoa văn sọc, nhiều màu thay vì chỉ một màu duy nhất. Theo trang Investopedia, một củ hoa lúc bấy giờ có thể đáng giá 4.000 hoặc 5,5 nghìn đồng tiền vàng. Nếu quy đổi ra tiền tệ hiện tại, thì một củ hoa tulip giá cao nhất lúc đó lên tới 750.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 17 tỷ đồng tiền Việt. Còn lại, các củ trung bình cũng rơi vào khoảng 50.000 cho tới 150.000 đô la Mỹ. Chỉ sau một năm, nhiều người trầm mình xuống những kênh đào Harlem để tự vẫn. Rất nhiều người khác sở hữu những củ hoa tulip hiếm đã không thể bán được, dù chỉ với cái giá bằng 1/4 giá mua vào. Cho tới năm 1638, giá các củ hoa tulip đã trở lại mức ban đầu khi mới nhập vào Hà Lan. Thật khó để kết luận hay tuyên đoán rằng cơn sốt lan đột biến có kết cục vỡ toang như bong bóng tulip hay không. Nhưng có khá nhiều điểm tương đồng giữa hai làn sóng đầu cơ lợi nhuận dựa trên ước đoán tâm lý thị trường. Trước cơn sốt lan đột biến, hiện nhiều ý kiến cho rằng có thể khiến người sở hữu phải đột quỵ vì có quá nhiều sự mập mờ ở cả thông tin về người bán, người mua và giá trị thực của lan chưa được kiểm chứng.